Vào rạng sáng ngày 15 tháng 8, Trần Triết Hạng chính thức có văn bản phong sát từ Hiệp hội ngành biểu diễn Trung Quốc. Sau Trịnh Soạn và Ngô Diệc Phàm, Trần Triết Hạng chính là ngôi sao tiếp theo của Sức Trung đối mặt với hậu quả cấm sóng của làng giải trí Trung Hoa. Trước đó đã có thông tin toàn bộ phim ảnh đã đang và sắp chiếu của Trần Triết Hạng cũng bị gỡ bỏ hoàn toàn. Vừa qua, Trần Triết Hạng đã đối mặt với scandal lớn nhất lịch sử, đồng thời bị khui lại những hành vi quấy rối, sàm sỡ bạn diễn trên phim trường hay các phát ngôn giả danh trí thức. Giờ đây, nam diễn viên không còn có cơ hội lên hình nữa, theo như chi tiết trong văn bản của Hiệp hội. Văn bản cũng bắt buộc các ban ngành cơ quan từng làm việc với Trần Triết Hạng này phải chủ động cắt đứt hợp tác, đồng thời gửi lời răn đe đến những diễn viên nghệ sĩ khác trong nước. Thế nhưng, hành động khiến khán giả dở khóc dở cười đó là khi ở phía Trần Triết Hạng đang lao đao, phía Công Tuấn đã thẳng thừng sát couple khi chia sẻ một bài viết có nội dung hướng thiện, ẩn ý chỉ trích hành vi sai trái của Trần Triết Hạng. Thế là sau cùng, đam mỹ Sơn Hà Lệnh sắp bị gỡ, còn couple Lãng Lãng Đinh của Công Tuấn và Trần Triết Hạng cũng đi tong. Tạm biệt Sơn Hà Lệnh, tạm biệt ông cốc chủ và Chu Mỹ.